Thưa quý vị, với phương châm chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng thiết thực. Các cấp bộ đoàn cơ sở tại Đà Nẵng thời gian qua đã sáng tạo triển khai nhiều mô hình hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần số trong cộng đồng dân cư cùng hệ thống chính quyền đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Trong đó phải kể đến vai trò nòng cốt của lực lượng đoàn viên thanh niên trong các tổ công nghệ số cộng đồng. Nhằm góp phần triển khai hiệu quả thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn, thành phố Đà Nẵng đã thành lập 2.500 tổ công nghệ số cộng đồng với 14.000 thành viên. Trong đó, đoàn viên thanh niên đóng vai trò nòng cốt. Thời gian qua, các tổ công nghệ số cộng đồng đã hoạt động khá tích cực, đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn người dân tạo lập tài khoản công dân số. Tôi thấy là những cái đoàn viên mà đi làm những công việc như đây là rất có ích cho những người dân. Những người mà họ không biết rồi tới khảo sát và bây giờ bài vẽ rồi đó, rất tốt. Có một đội ngũ hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân trực tiếp tại nhà, tại địa phương để người dân áp dụng thực tế hơn, làm trực tiếp trên app đó luôn, không cần phải là ra trực tiếp tại tổ một cửa của ủy ban phường. Với phương châm chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng thiết thực. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố đã tích cực tuyên truyền về chuyển đổi số cho người dân, cũng như hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích trên môi trường mạng, đặc biệt là quy trình các bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công thành phố. Ban Thường vụ Thành đoàn đã phối hợp cùng với lại Sở Thông tin Truyền thông và các cấp các ngành có liên quan để tổ chức tập huấn cho các bạn đoàn viên thanh niên, đặc biệt là đối với lại cán bộ đoàn, làm sao để các bạn cũng như các bộ đoàn phải hiểu cho được về cái chuyển đổi số là như thế nào. Thì từ đây là cái vai trò của tổ chức đoàn để đóng góp cho chính quyền, cho xã hội về những cái năng lực số để đóng góp cái sức trẻ của mình trong cái chuyển đổi số trong thời gian sắp tới. Thời gian đến, Thành đoàn Đà Nẵng đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ mà thành phố giao cho đoàn. Đó là tuyên truyền hướng dẫn chuyển đổi số cho người dân, hỗ trợ người dân, cộng đồng từng bước tham gia vào công cuộc chuyển đổi số, góp phần cùng thành phố xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh.